Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình với chương mục quen thuộc là Review Đồ Mỹ. Trước khi bắt đầu video này thì là lời kêu gọi mấy bạn hãy like, share và subscribe kênh channel của mình để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video mới nữa nha. Và nhân vật bị cho lên sóng ngày hôm nay đó chính là kem chống nắng Neutrogena quốc dân dòng Ultra Sheer Dry Touch với SPF là 55. Thì mình có hai chai lận, không phải vì nó xài tốt mình thích mình mê mà mình mua tới hai chai lận đâu, tại vì mình mua ở Costco mà Costco nó bán theo dạng bán sỉ, một hộp của nó có hai chai, một chai là 147ml, một chai là 88ml với giá là 13.99 trước thuế, tính ra là 235ml mà giá chưa tới 20 đồng nữa. Trên bao bì không ghi là cho mặt hay body gì hết nên mình nghĩ là xài cho cả hai được luôn. Nếu xài mặt không hợp thì mình sẽ chuyển qua xài cho body. Trộm vía da mình khỏe, không bị nổi mụn gì hết, mặc dù mình thay đổi kem chống nắng hầu như là mỗi ngày một loại luôn á. Bao bì cầm chắc tay với vỏ nhựa cứng nhám, tông chủ đạo là trắng và xanh biển nhạt, nắp thiết kế là nắp vặn. Bao bì giới thiệu thì đây là nhãn hiệu số 1 được các chuyên gia da liễu khuyên dùng với phổ chống nắng rộng broad spectrum, là chống được tia UVA, UVB luôn, với SPF là 55, lại cảm giác nhẹ mặt, không có oxy benzoin và chống nước được 80 phút, với các thành phần chủ yếu là avobenzoin, homosalate, oxysalate, octorylene. Đọc cũng líu lưỡi luôn á, thì cái này đích thị là một kem chống nắng hóa học. Để cho mấy bạn dễ hình dung chất kem của loại này thì mình sẽ swatch chung với chai SPF 110 mà mình đã swatch trước đó. Kem chống nắng này có mùi khá nồng, tương tự như cái chai SPF 110 này nè. So với loại 110 thì chất kem này lỏng hơn, cảm giác hơi chảy hơn và khi tán đều ra tay theo cảm nhận của mình là thấm nhanh, sau khi thấm để lại một lớp màng mỏng hơi rít nhẹ chứ không có được trơn láng như da mộc. Điểm này thì mình thấy ở các loại kem chống nắng khác luôn chứ không riêng gì loại này. Về độ nâng tông thì không thể nào nhận xét được nếu chỉ dùng trên da body, vì lúc nào cũng vậy, khi mình apply thử trên da thì nó thấm nhanh hơn mà không có bị lên tông như khi apply trên da mặt. Ok la, và đây là da của mình sau khi đã skincare đầy đủ với serum Estee Lauder và kem dưỡng Shiseido. Và bây giờ mình cùng thử apply kem chống nắng trên da để xem như thế nào nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình về em này là sao mà khó tán quá. Chất thì nhìn lỏng hơn chai SPF 110 nhưng khi lên da thì nó lại để lại vệt trắng kiểu bệt bệt, loang lổ, không thấm tệp vào da, cứ bị vón cục, càng vỗ càng miết thì lại càng lộ vón, kiểu như kem nó cứ quện lại với nhau và trượt trên da mình vậy. Sau khi kem đã khô một phần thì phải tán một lần nữa để blend mấy cái vệt trắng trên da đi. Và đây là cái finish cuối cùng sau khi đã vỗ tán cực lực trên da. Theo như mình thấy là không có chỉ kem chống nắng này đâu, nhưng mà so far là mấy kem chống nắng Neutrogena mình đã dùng qua thì cái nào nó cũng nặng mặt hết trơn á. Mặc dù cái này là nó chỉ số SPF nó thấp hơn cái 110 nhưng nó vẫn rất là nặng mặt và bết rít. Kiểu như mấy bạn tưởng tượng có một cơn gió thoảng qua thổi tóc mấy bạn dính vô mặt, là kiểu như nó là dính chặt ở đó. Về độ nâng tông á thì mình thấy nâng rất là nhẹ, nâng lên chừng nửa tông là cùng. Về điểm này thì mình khá là thích, tại vì nó làm cho da mình kiểu sáng lên một chút thôi chứ không phải kiểu trắng bệt tone up quá nhiều như là mấy loại kem chống nắng vật lý hoặc là kem chống nắng của Hàn Quốc. Nhìn vào da kiểu lôi căng căng mỏng mỏng, nhìn rất là thích, mặc dù rờ vào thì nó bết rệt luôn á. Với điều kiện là mấy bạn phải tán kem cho kỹ, chứ tán không kỹ là nó loang lổ, nhìn da y chang con chó đớm. Chỗ mình ở khí hậu rất là khô nên càng để lâu thì nó sẽ để lại một lớp màng mỏng ẩm ẩm rít rít trên da. Còn đối với vùng khí hậu nóng ẩm như Việt Nam thì mình chắc chắn 90% nó sẽ bóng dầu bết mặt, bụi đen thui nguyên cái mặt luôn á. Nên mình nghĩ kem chống nắng này sẽ thích hợp hơn cho mấy bạn da khô, chứ da dầu là coi như là thua rồi đó. Có một lưu ý to đùng mà mình phải nốt cho mấy bạn luôn á, là kem này mà lỡ bị trôi vô mắt một cái thôi là khóc ròng luôn á, khóc ròng kiểu nghĩa đen luôn á, nó rất rất là cay mắt. Siêu cay mắt luôn á. Mấy bữa đầu mình không có kinh nghiệm, mình dùng mình bôi cái vùng da gần quanh mắt luôn, thì khi mà mình đi làm tới trưa thì giống như mình chớp mắt liên tục thì làm cái chất kem nó bị dây vào mắt á, rồi nó
cay mắt kinh khủng mà mình không thể nào mà mình mở mắt ra. Sau đó mình có rút kinh nghiệm là đối với vùng da quanh mắt và đối với mi mắt thì mình không bao giờ apply kem chống nắng Neutrogena, bất kỳ loại Neutrogena. Sau đó mình sẽ kết hợp với một loại kem chống nắng dịu nhẹ hơn cho vùng da quanh mắt. Trên đây là những cảm nhận cá nhân của mình về kem chống nắng Neutrogena SPF 55. Theo mình chấm điểm là 3/5. Điểm cộng là vì giá thành rẻ, dễ mua, nhãn hiệu quốc dân lâu năm về kem chống nắng nên mình rất là tin tưởng về khả năng chống nắng của em này. Trên da thì nó không có bị trắng bạch tạng như các loại kem chống nắng vật lý khác. Ở khí hậu khô thì có thể vớt tát được. Bị trừ 2 điểm vì cực kỳ khó tát, bết mặt, nặng mặt, rít và cực kỳ cay mắt. Mùi hương liệu khá là nồng nên mấy bạn dị ứng với mùi hương mỹ phẩm thì nên cân nhắc lưu ý với em kem chống nắng này. Khi hết kem chống nắng dành cho da mặt thì mình sẽ không bao giờ mua lại kem chống nắng này đâu, nhưng mà để dùng cho body thì nó rất là ok, tại vì thấm nhanh, giá thành rẻ, dung tích lớn và dễ mua nữa. Và video review đến đây là hết. Nếu mấy bạn thích video này thì vui lòng like, share và subscribe kênh channel của mình để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye.